chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng mà nghe có đồ ăn. Nhị có biết cái này ở Việt Nam có không? Chưa thấy cái này ở Việt Nam bao giờ. Không biết, có thể là tại vì Nhi không biết, nhưng mà Nhi chưa thấy. Bởi vì cái này á không phải là măng cầu, không phải là quả na, ok? Đó, ăn đi. Ngon. Hello, what's up mọi người? Lâu quá không gặp. Bây giờ là 10 giờ tối và Ethan còn mới đi làm về. Nhưng hôm nay rất là đặc biệt, bởi vì thấy cái thùng đó không? Hôm nay có 3 loại trái cây, 2 loại thì chắc chắn Việt Nam không có, nó đặc biệt như thế. Còn 1 loại Việt Nam có nhiều, nhưng mà cái này thì siêu việt, siêu ngon đó. Ok. Đây là video ngắn thôi, bởi vì Ethan chỉ muốn chia sẻ, bởi vì nó quá trời ngon, quá trời đẹp. Và Ethan sẽ cắt trước và cho mọi người xem, rồi mình sẽ ngồi ăn. Ok. Ok, ready chưa? Cái đầu tiên không phải là măng cao, không phải là măng cao sim, không phải là loại măng cao nha. Ok, cái này thì khác. Cái đấy thấy không, nhìn nó lạ lạ đúng không? Không phải là quả na, không phải là măng cao sim, không phải là măng cao luôn. Ok, thấy cái màu này không? Màu vàng rồi, nó đẹp đúng không? Mà cái này á, cái da của nó thì nó hơi mềm, không có biết anh em có thấy được không? Nó hơi mềm á. Mà cái này á thì bằng tiếng Anh thì gọi là Rollinia, không phải măng cau. Ok, cái này á thì nó trồng ở Queensland, ở cái tỉnh này mà Ethan đang sống á. Ok, mà cái này thật sự nó quá trời đẹp. Nhưng mà anh em biết một trái này là bao nhiêu không? Cái này á, một ký không phải một thùng, không phải 1.000 ký, nhưng mà một ký là $40, là gần 800.000 Việt Nam đồng một ký thôi. Ok, cái này á thì hơn một ký, cái này ký 2, ký 3 gì đó. Ok, để bây giờ Ethan cắt cho mọi người xem. Mà trước khi Ethan cắt thì em xem, Ethan đã mua 2 chai luôn. Bởi vì sao? Bởi vì một chai của Ethan, mà nếu mà không có mua gì cho vợ thì ăn chửi đó, và ngủ ngoài nhà luôn. Rồi đó, không có vui đâu. Lấy cái này ra. Ok, đó thì xong. Rồi, cái loại thứ hai. Ở Việt Nam có một loại trái cây mà ai cũng biết ăn, ai cũng thích. Đúng không? Mà ở Việt Nam thì nhiều loại khác, nhiều loại như vậy đó. Nhưng mà một loại rất là đặc biệt. Đó. Cái này nè. Thấy không? Vú sữa, nó đang bé bởi vì nó chín lắm. Cái này thì bảo đảm ngọt, ngọt luôn. Cái này ở Việt Nam thì còn rất nhiều, nhưng mà có thể anh em chưa biết á, là ở bên Úc mình á, cái này á có thể lên được $35, $40 một ký, là 800.000 Việt Nam đồng một ký thôi. Ok, để tin cắt cho mọi người xem. Cái này là siêu ngon luôn anh em ạ. Cắt một chút rồi. Wow, cái da nó mềm lắm bởi vì nó chín lắm, thấy không? Oh my god, cái này thì mày ăn trước đi. Oh my god, cực kỳ ngọt luôn. Cái này là sầu mọt luôn, cái này ngon bằng sầu riêng nữa. Oh my god. Wow, 10 điểm luôn. Cái này mắc quá, nhưng mà có tiền thì phải mua, nó. Mua thì không thể thất vọng luôn. Oh my god, so good.
Rồi bây giờ cái thứ ba, cái này á thì Ethan chắc chắn á, là Việt Nam không có. Cái này, cái này biết cái tên cái này là cái gì không anh em ạ? Cái này á bằng tiếng Việt thì không biết, bởi vì Ethan còn chưa bao giờ thấy ở Việt Nam. Nhưng mà bằng tiếng Anh thì cái này gọi là honey drop hoặc là lemon drop mangosteen. Đó, nghe không? Đây là một cái loại măng cục. Măng cục đó. Ok, để Ethan đi ngồi rồi chỉ các bạn cái cách mà ăn cái này nè. Ok, let's go. Bây giờ mình phải ăn luôn. Ok, good news. Nhi và của Ethan cũng muốn ăn nữa. Alo mọi người đi. Và chồng chồng muốn ăn không? Chồng chồng. Ok, here darling, you can sit here. Ok. Chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng mà nghe có đồ ăn. Do you know what this one's called in English? Rolling, yeah. And Nhi có biết cái này ở Việt Nam có không? Chưa thấy cái này Việt Nam bao giờ. Đó, nghe chưa? Không biết, có thể là tại vì Nhi không biết nhưng mà Nhi chưa thấy. Và biết cái này là cái gì không? Cái này. Sữa. Quá wow, đặc biệt đấy. Cái này là ngon nhất á. Để lấy cái to. Ồ, còn có một trái hả? Hả? À. Còn một trái. Và cái này nữa. Cái này Nhi có bao giờ thấy cái này ở Việt Nam không? Cái này nhìn giống cái gì nhờ? Không biết có đúng không, nhưng mà có thấy đang thử biết nhớ có. Yeah, giống như là hình như là thanh ok trái. Không biết. Muốn ăn cái nào trước? Cái nào chua? Không có gì chua đâu. Không gì chua hả? Ừ. Thôi ăn này đi, lỡ cắt này. Cái này ok. Bây giờ chỉ mọi người cái cách mà ăn cái này. Bởi vì cái này á không phải là măng cầu, không phải là quả na, ok? Cái này là Rolinia và nó mềm. Đó thấy không? Rất là mềm nhưng mà không phải là mềm như măng cầu. Cái này mềm như yogurt á. Yogurt bằng tiếng Việt là cái gì? Là da ua. Đó, ăn đi. Ngon. Giống thấy không? Nó không có nước. Và nó creamy á. Creamy đúng là mày. Cái gì à? Nó như là như kem nhỉ? Trời. À đúng rồi. Dạ đúng. Không phải. Nè ăn tiếp đi. Không phải là không phải là juicy như là quả na. Không phải là không có nước á, không có nước luôn, nghe thấy không? Giống gì ta tự nhiên không suy nghĩ được. So yummy luôn á. Cái này mình ăn sao mình biết cái này ngon. Thế này á. Rồi, bây giờ nói nha anh em. Cái này có hai cách ăn. Cách một là lấy cái da ra như thế này này. Nhưng mà anh em sẽ thấy á, là nếu mà làm như vậy thì nó rất là khó. Cái này không phải giống măng cụt thật á. Nó gọi là lemon drop măng cụt nhưng mà nó không có giống măng cụt chỗ nào hết á. Ngon không? Cái cách thứ hai là ăn hết á như này. Cả vỏ. Nhưng mà bởi vì cái da của nó rất là skinny, rất là thin, không phải giống măng cụt đâu. Ủa nhưng mà nó ngon lắm á. Là giống cái trái gì ở Việt Nam ăn thử rồi. Nhưng mà không nhớ. Nhìn là không nhớ. Trái nào nhỏ nữa. Thì bà ăn như này. Cái này có chồng được không? Ừ. Rồi sắc ở đây thì không thể. Cái này ăn như này nè. Honey drop. Oh my god, cái trái này ngon lắm. Nè, nè, cái này ăn với cái vỏ thì thấy nó không ngọt, không có chua, nó thanh gì, nó chua, nó ngọt, nó các thứ đó. Nhưng mà ngon. Chua chua ngọt ngọt ngon. Ê, chấm cái hết. Đại, đúng chuẩn. Không hiểu sao người Việt Nam thích làm như vậy. Có một cái quả ngon. Trái cây ngon, đẹp,
xuất sắc rồi. Sao mà lại được cái này nè? Ăn cái này mới ngon hơn nữa. Cái này mua nó thối quá nữa. Ý tình không khó ăn được luôn. Nó tên nó cái muối ớt mà. Không thích. Không thích. Ăn như thế này á là xuất sắc rồi đó. Không có ăn gì luôn ha. Chưa gọi là Việt Nam chuẩn rồi. Oh my god, nó thối quá. Cái gì? Cái này có ớt. À, tỏi. Không ăn thì ăn đi, không nghe. Rất là ngon ha. Không, ủa không có điện thoại đây thiệt luôn á, nhớ là mà chắc cái này á, để nó trong cái sốt thì chắc cũng ngon ha. Ăn thử đi. Đâu, không, ít mình không ăn đâu. Thế mà cái này á, có hột như măng cụt nữa. Măng cụt Rồi. Ngon. Rồi quên lấy cái cây dao rồi lấy cái này đó, nó chín như thế, thấy không? Ok, I'll open this for you and you eat it. Ok, look, I love this one. Look at this, nó chín lắm. You can just peel it like that. Oh my god, cái này ngon đó, thấy không? Oh my god, cái này nhiều nước nhưng mà nó ngọt nè. Ăn thử đi. Không, cứ ăn như là trái táo đi. Trời, ăn ăn gái nữa ăn mất nết. Đây, ăn. Ăn đi, rồi nói cho mọi người biết cái này ngon như thế nào. Bởi vì Ethan nói nó không tin, nó là ô ăn cay ngu. Ngon không? Rất ngon, rất ngọt. Rất ngon thôi. Ngon nhất thế giới chứ. 10 điểm luôn, đúng không? First Red Farm, đúng không? Đúng rồi. Yeah. The best. Oh my god. Rất ngọt. So good. Rất ngọt. Ethan còn ở chỗ khác bên nước Úc thì cũng trông được nhưng mà nó không có ngon như thế. Cái này là ngon, cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Nhưng mà Ethan thích ăn cái này nè. Yum. Rồi bây giờ á, coi như ba loại khác, ba loại trái cây này á, Ethan mua một cái thùng. Một cái thùng khoảng 7 kg, tất cả ba loại, tất cả là 7 kg gì đó. Mà cái đó thì Ethan mua gần $200. Gần $200 thiệt á. Cái này á, có thể anh em sẽ không tin. Ngàn ký bao nhiêu? Có thể anh em sẽ không tin, nhưng mà cái này á, cái lemon drop mangosteen á, 88 đồng một ký. Bởi vì Ethan là người bán, tuần này là tuần đầu tiên mà bán cái đó. 88 là giá sỉ. Like, bởi vì nó pack ở trong cái hộp 250g mà mình bán 22 đồng á. Là times 4 là 88 đồng một ký đó. Đúng rồi. Nó mắc quá luôn, nhưng mà nó ngon. Và lạ nữa. Nó lạ lắm. Ok, bây giờ hai vợ chồng sẽ khóc bởi vì mình mất gần $200. Nhưng mà lúc mà mình khóc mình vẫn sẽ cười, đúng không? Khóc cho hạnh phúc nhỉ. Đúng rồi. Ok, mừng anh nữa. Thứ sáu tuần này có cái gì đặc biệt không nhỉ? Thứ sáu tuần này là ngày gần cuối tuần đó. Nói 7 giờ tối Việt Nam. 7 giờ tối Việt Nam có cái gì? Ethan ra MV với Ozai. Misfit. Đúng rồi. Nghe không hiểu gì hết. Anh cứ nghe để ủng hộ. Nói chung là anh em sẽ không hiểu cái lời bài đó, nhưng mà anh em sẽ xem cái MV quá chất. Quá hay. Như là phim luôn. Ok. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người tối vui vẻ. Gì nữa? Mọi người comment thử, đúng không? Nhớ là giống như là trái thanh trà thì phải, nếu không nhớ nhầm. Nhưng mà nói chung rất là ngon. Mọi người biết thì comment. Nhưng mà Ethan chắc rồi là Việt Nam không có. Cái này Việt Nam không có. Cá không? Ok. Bye bye mọi người. Bye bye. Yeah.
chấm chấm, không. Quay quay chấm chấm đi. Chấm chấm ngon hơn. Chấm chấm muốn ăn trái cây gì không? Nè, bài này bài. Ăn thử đi. Mà... Ô, nó anh ghét được mà. Ô, nó ăn với cái sốt đó. Để xem cái này có phải là chó Việt Nam không? Ngon không? Ừ, ngon. Lúc nào cũng ngồi chờ xin ăn. Chim chim ăn xong mốt.